Chào mọi người quay lại kênh của mình nhé. Trên tay em là thức ăn và thuốc tím dành cho cá koi. Hiện tại bây giờ em đang sử dụng luôn. Thì nếu như anh chị em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình nhé. Thì đến với lại chương trình giao lưu ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với lại mọi người cái vị trí mà mình đặt hút mặt nó hợp lý để đạt được cái hiệu quả tối ưu anh em nhé. Thì trong video này mình cùng với lại mọi người sẽ thảo luận để mình xem coi vị trí nào đặt hút mặt thì nó sẽ tốt nhất mọi người nhé. Thì dựa trên quan điểm cá nhân thôi, những cái mà mình chia sẻ đây thì nó chỉ dành cho những cái hồ mini tầm một khối đổ lại nha anh em. Thì mang tính chất tham khảo. Tại vì ngày trước thì mình cũng đã từng đặt rất là nhiều vị trí hút mặt rồi. Và mình cảm nhận được rằng cái hiệu quả nó mang lại chưa được cao. Thì ngày hôm nay, vị trí hiện tại bây giờ hút mặt của mình cảm nhận được là nó mang lại cái hiệu quả. Nên là mình làm cái video này để chia sẻ lên với cái mục đích mong muốn rằng để giúp ích được một phần nào đó trong cái vấn đề để anh chị em nào đang có ý định xây hồ hoặc là sửa chữa hồ mà mình đang phân vân không biết đặt vị trí hút mặt ở đâu thì anh chị em có thể tham khảo video này của mình nha. Và cũng có thể là những cái mình chia sẻ nó chưa hợp lý thì nếu mà anh chị em nào mình có kinh nghiệm hoặc là hiện tại bây giờ hồ của mình vị trí hút mặt đặt ở cái vị trí đó mình cảm nhận tốt thì mọi người cứ comment bên dưới để giúp cho mình cũng như là anh chị em nào đang có ý định xây hồ hoặc là sửa chữa hồ mình cùng tham khảo để mang lại cái hiệu quả tối ưu khi vào vận hành anh chị em của chú nhé. Thì nói về hút mặt á, thì ở đây là mình xin tóm lược lại cái tầm quan trọng cũng như là cái công dụng của hút mặt nha. Nếu như hồ của mình mà không có hút mặt á, thì nó sẽ không hút được cái phân nổi nè. Thường hình như anh em biết rồi, cá co của mình nó đi là hết 90% cái phân chìm, nhưng bên cạnh đó là cũng có cái phân nổi nha. Thì nếu mà không có hút mặt thì lâu ngày cái phân này nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng nước của mình rất là nhiều. Và cái thứ hai, nếu như hồ của mình không có hút mặt thì khi mà mình cho ăn thức ăn á, nó như thừa, có nghĩa là nó còn tồn đọng ở trong hồ của mình. Thì nếu như có hút mặt thì nó sẽ hút được những cái thức ăn dư thừa đó đưa qua bên cái hệ thống độc của mình xử lý. Còn khi mà mình không sử dụng hút mặt thì cái thức ăn lâu ngày nó sẽ tan ra, nó ngấm vào bên trong nước của mình. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó dẫn đến làm cho nước hồ cá của mình bị vàng, ảnh hưởng do thức ăn anh chị em nhé. Và cái thứ ba, nếu như mình không có hút mặt thì sẽ không hút được bọt của thác. Thì nếu mà anh em nào hay chơi thác á, thì anh em hay để ý thác mình trả về hồ chánh nó tạo cái lực đổ anh em, nghĩa là khi nước xuống nó tạo cái lực đổ để nó mang theo cái hàm lượng oxy nó cung cấp cho hồ của mình. Thì khi mà mình không có hút mặt như vậy, kèm theo đó là luồng nó đẩy cái dòng nước chảy đi, thì khi mà cái bọt ngay chỗ thác xuống nó sẽ đi theo cái luồng đó và nó tạo cho cái bề mặt nước của mình bọt rất là nhiều. Nhìn thứ nhất là sẽ mất thẩm mỹ, và cái thứ hai lâu ngày nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng nước của mình rất là nhiều. Nên là ngày hôm nay trong clip này mình khuyên luôn, nếu mà anh chị em cô chủ nào xác định nuôi cá koi hoặc là bất cứ một cái loại cá nào nhưng mà cái không gian của mình tầm cỡ một khối á, thì mình nên sử dụng hút đáy và kèm theo đó là có hút mặt thì nó sẽ hiệu quả tối ưu hơn nha. Khi có hút mặt là phân nổi nè, thức ăn dư thừa nè, hoặc là bọt của thác xuống thì sẽ cái hút mặt này của mình đặt ở vị trí hợp lý, nó sẽ được đưa những cái đó qua bên hệ thống lọc của mình xử lý một cách nhanh nhất anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ ngay chỗ hồ của mình, mình sẽ quay lại cho mọi người xem là ngày trước khi mà mình đặt cái vị trí hút mặt của mình á, nó hơi sai một tí xíu thì cái điều gì nó sẽ xảy ra và cái bọt nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái chất lượng nước của mình. Và sau khi mà mình thay đổi cái vị trí thì đến thời điểm hiện tại bây giờ á, như anh em cũng thấy hồi nãy giờ, anh em thấy không, cá của mình nó bơi và hầu như là mình không có thấy cái bọt trên bề mặt nước của mình. Thì bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu nữa, mình sẽ tiến hành làm một cái thí nghiệm, một cái ví dụ mình quay lại cái thời điểm mà trước lúc sửa chữa đến sau khi sửa chữa để cùng với lại mọi người tham khảo xem coi vị trí đặt hút mặt của mình thời điểm hiện tại bây giờ đã hợp lý chưa nha. Đây anh em, cái hút mặt của mình lúc trước khi mà mình mới đầu mình đặt nè, đặt đây nè anh em xem. Còn cái nước về mình cho nó ra bên đây, thì khi mà nước về bên đây á, anh em hình dung cho mình nha, cái này là mình lấy nước sạch về mình làm oxy. Còn nếu như anh em xài thác á, thì thác mình đặt ở đây nè, nó gặp cái luồng anh em thấy không, nó đẩy nè, nó tạo cho mình cái bề mặt nước nó bị bọt rất là nhiều đó. Nên là sau một cái thời gian khi mà mình thấy đặt như vậy là không ổn, bọt nhiều quá, nên là mình quyết định là mình sẽ dịch chuyển thay đổi cái vị trí để cái hút mặt của mình á, nó hút được cái bọt của cái hồ của mình một cách nhanh nhất đó. Thì bây giờ để mình sẽ quay cho anh em xem là hiện tại bây giờ mình đặt cái vị trí hút mặt của mình ở đâu và nó có hợp lý hay không anh em nhé. Nếu mà anh em thấy nó hợp lý thì anh em cứ comment bên dưới cho mình nhé. Đây anh em, vị trí để hút mặt của mình thời điểm hiện tại nè, anh em thấy không,
cái này của mình thay vì mình sẽ để thác ở chỗ này, mình không sử dụng thác, mình tận dụng cái thứ sạch về mình cho nó đổ xuống luôn, tạo cái lực để mình tạo oxy, với lại mình hỗ trợ trong cái vấn đề để luồn. Thì như hồi nãy anh em thấy rồi, cái hút mặt mà đầu tiên là mình để bên đây nè, thì khi mà cái luồng này, cái mà tạo oxy này của mình nó xuống á, nó sẽ gặp cái luồng trong kia của mình, nó thổi lên, thì như vậy là cái bề mặt của nước của mình á, nó sẽ bị bọt rất là nhiều, nó bị bọt rất là nhiều, nhìn nó không được thẩm mỹ. Thì sau một cái lần thời gian sửa chữa đổi cũng rất là nhiều, rồi mình quyết định là mình sẽ đưa ngay cái chỗ nước về nè, mình dời cho nó xích lại đây. Hồi nãy anh em thấy là nó nằm ngay chỗ này nè, cái này của mình nè, nằm ngay chỗ này, thì mình dời nó lại đây và mình di chuyển cái hút mặt qua bên đó. Thì anh em thấy là khi mà nước nó xuống nè, anh em thấy không, nó vào ngay chỗ cái hút mặt của mình, nó cái bọt á, nó vào hết tầm cỡ 60-70% rồi, nó còn cỡ 20-30% nó ra đây là nó tan hết rồi đó. Và khi mà cái này mình dời xa ra thì nó sẽ không bị cái thổi luồng đẩy cái bọt lên đó. Anh em thấy nó hoàn toàn khác so với lại là cái lúc ban đầu khi mà cái hút mặt của mình nó nằm bên đây và cái nước trả về nó nằm ở bên kia đó. Anh em thấy nó có cái sự khác biệt rõ ràng ha. Thì cái ở đây mà mình muốn nói với lại anh em là gì, đó là cái vị trí mà mình đặt cái hút mặt á, nó cũng rất là quan trọng nha. Nó vừa hút phân nè, vừa hút thức ăn, quan trọng nhất là nó phải xử lý được cái bọt của anh em nha. Cái bọt nước của mình á, đặc biệt là anh em nào mà chưa thác á, thì cái vị trí mà đặt hút mặt anh em cần phải xem trước khi mà mình thiết kế nha. Đó, ví dụ như anh em thấy cái thác của mình đặt ở đây và cái luồng mình hướng bên đây đẩy qua nè, hướng bên đây đẩy qua, thì cái hút mặt anh em đặt ở vị trí bên đó là nó sẽ hợp lý. Thì cái ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với lại mọi người đó là cái vị trí mà anh em đặt cái hút mặt á, nó làm như thế nào nó phải gần được ngay chỗ cái thác hoặc là cái nước trả về anh em làm oxy nè, để nó hút được cái bọt anh em nha, để nó giúp cho cái bề mặt nước của mình sạch hơn và nhìn đẹp hơn nha anh em. Thì đó là toàn bộ cái hệ thống đặt hút mặt của em ở thời điểm hiện tại mọi người. Thì sau quá trình cũng dời đi đổi lại cũng rất là nhiều rồi, thì em thấy cái vị trí này nó hợp lý. Tại vì của em ở đây là em không sử dụng thác. Nếu như anh chị em cô chú nào mà mình xây hồ hoặc là sửa chữa hồ á, mình có sử dụng thác á, thì cần chú ý giùm cho mình nha. Mình cho một cái lời khuyên, cái này là theo ý của mình thôi nha, anh em có thể là tham khảo. Nên đặt cái vị trí mặt hút mặt á, nó gần ngay chỗ thác của mình. Và anh em canh cái luồng như thế nào để mà nó đẩy nước dòng chảy nha, cái bọt nó phải lại được ngay chỗ cái hút mặt của mình một cách nhanh nhất. Thì khi mà cái hút mặt của mình nó có cái lực hút mạnh á, khi thác nó đổ xuống á, và kèm theo đó là cái luồng nó đẩy đi, thì bọt nè cũng như là thức ăn dư thừa hoặc là cái phân nổi á, nó sẽ được cái hút mặt của mình hút đi một cách nhanh nhất. Thì hồ của mình ở đây thời điểm hiện tại bây giờ mình cảm nhận được rằng nó đáp ứng được ba cái mà mình vừa mới nêu ra. Đó là cá mình nó đi cái phân nổi á, thì nó cũng sẽ được vào ngay chỗ cái hút mặt của mình. Và đặc biệt là khi mà nó có cái dòng chảy của nước á, thì thức ăn nếu như mà cá ăn không hết á, hầu như là của mình là thức ăn là không dư, tại vì mình cho ăn nó vừa đủ thôi, nó không dư. Nhưng nếu như thức ăn mà nó có dư đi nữa thì nó cũng sẽ không tồn trong hồ của mình quá một phút anh em nhé. Cái hút mặt của mình nó sẽ hút vào hết. Và đặc biệt ngay chỗ cái nước về mình không sử dụng thác mà mình tận dụng cái nguồn nước sạch này để nó vừa tạo cái lực đẩy làm luồng mà vừa tạo oxy luôn, thì khi mà bọt nó ra đó, nó sẽ được ngay chỗ cái hút mặt của mình nó hút cái bọt vào hết 60-80% rồi. Cái 20% còn lại thì nó không nhiều, khi nó vừa ra chưa tới 1/3 cái tầm hồ của mình là nó đã tan rồi. Nên là đó là cái lý do mà hồi nãy giờ anh em nhìn thấy cái bề mặt nước của mình á, nó rất là trong và đặc biệt á, là nó không có bị cái tình trạng là bọt nhiều anh em nha. Thì ngày hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ với lại mọi người cái vấn đề mà đặt vị trí hút mặt. Thì theo mình cảm nhận được rằng anh em đặt nó gần ngay chỗ thác của mình thì nó sẽ hợp lý nhất nha. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào còn có những cái ý kiến nào hay ở những cái vị trí nào tốt nhất mà thấy nó hiệu quả thì có thể là comment bên dưới để giúp cho mình cũng như là anh chị em nào đang có ý định sửa chữa hồ hoặc là xây hồ có những cái ý tưởng để mình tham khảo, để mục đích cuối cùng là mang lại cái hiệu quả tối ưu khi mà mình sử dụng cái hút mặt luôn mọi người nha. Thì thôi chắc có lẽ là em cũng xin phép kết thúc video tại đây nha. Thì một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ sản phẩm của em. Em xin kính chúc cho tất cả mọi người xem được video này luôn luôn thật là nhiều sức khỏe, công việc của mình làm ăn ngày càng phát đạt nha. Thì nếu như mọi người xem video thấy những cái mình chia sẻ hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.